Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thịnh Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này mình sẽ chia sẻ cho mọi người về 4 dòng loa di động trong năm 2024 này mà cá nhân mình đánh giá nó là một trong 4 cái món mà đáng tiền nhất với phân khúc dưới 10 triệu. Cái list này mình làm ra nó sẽ dựa trên 4 tiêu chí. Đầu tiên, chắc chắn rồi, đó là về cái chất âm của nó. Thứ hai, nó sẽ về chất lượng build, chất lượng mà hoàn thiện của nó. Thứ ba là các tính năng, và cuối cùng sẽ là giá thành. Không để mọi người chờ đâu nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên sẽ là một sản phẩm đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng thị trường hiện nay về các dòng loa di động sách tay, đó là thương hiệu Arknot. Arknot thì bên Thịnh Vũ đã có bán trong thời gian gần đây á, thì nó sẽ có một cái mã series rất là đặc biệt, đó chính là dòng Flax 36. Dòng Flax 36 này nếu mà mọi người tìm kiếm thị trường thì có rất là nhiều tính năng ha. Nó sẽ có thể nghe nhạc được nè, karaoke được nè, ghi âm được nè. Đó, tính năng rất nhiều. Về chất âm thì cũng khá là tốt nha mọi người. Bên mình cũng bán con này khá là nhiều. Và đặc biệt nữa, nó sẽ có app chỉnh nha mọi người. App của nó chỉnh nó sẽ khá đơn giản. Nó sẽ đơn giản hơn so với các dòng mình hay bán như Bose, như EV. Thì Arknot với một hãng Việt Nam mà làm được một cái app như thế, mình đánh giá nó khá ok. Mọi người có thể tin bắt chép trên cái app đó nè, bắt chép của mic nè, bắt chép của nhạc nè, rồi echo, rồi delay, rồi reverb trên cái app luôn. Đó, một cái dòng loa nó có thể có cái app để mình vọc vạch này kia, mình chỉnh từ xa. Chẳng hạn như nghe nhạc, mọi người muốn tăng bắt chép, mọi người không cần đến gần cái loa, mọi người có thể tăng trực tiếp trên cái app luôn. Thì nó cũng là thêm một số tính năng mà mình có thể tận dụng vào đó, mình có thể nghe nhạc trên dòng loa này. Và thứ hai nữa là thiết kế của nó cũng khá ok. Về màu sắc thì dòng Flax 36 này nó chỉ có hai màu thôi, là màu đen và màu tím. Thì mình thấy mọi người thích có vẻ là hướng đến màu tím nhiều hơn, đặc biệt là những chị em phụ nữ. Về giá thành thì dòng Flax 36 này mình thấy trên thị trường thì nó sẽ có giá từ khoảng 7 triệu mấy, gần 8 triệu, cũng ở trên 8 triệu một xíu, tùy theo từng shop. Trên Shopee cũng có, mọi người có thể tham khảo. Mình thấy mọi người kiếm cái shop nào nó có bán hàng chính hãng mà nó giá tốt nhất thì mọi người cứ mua thôi. Bởi vì thật ra là dòng sản phẩm này thì đã được Arknot bảo hộ thương hiệu, nên là mọi người cứ mua đúng hàng chính hãng, mà hàng mới 100% là ok rồi. Ok, hiện tại mình đang có dòng CS 3006 ở đây. Dòng này thì đợt trước mình đã có review cái dòng Hinet 3006 rồi. Thì cái dòng CS 3006 này nó y chang con đó, đó mọi người. Về kích thước nè, tổng quan, về chất âm, y chang hết, không khác gì nhau. Chỉ duy nhất một cái là cái dòng Hinet á, như mình đã có review, nó sẽ có một cái đầu karaoke trong đó. Còn con này là nó lược bớt đi, thế thôi. Còn lại về tất cả các tính năng này kia, mình thấy về chất âm này kia, rồi chỉnh này kia, mình so sánh song song hai con là mình thấy nó xem nhau, không có khác gì nhau hết á. Nên là Hinet 3006 và CS 3006 là nó chỉ thêm coi như là nó như mình nhớ là giá không nhầm là giá nó chỉ trên nhau 1 triệu thôi. Thì mọi người hoàn toàn có thể là lựa chọn con này nếu mọi người muốn sẽ đi chơi, còn mọi người để ở nhà thì mọi người có thể chọn con Hinet 3006 ha. Còn các tính năng khác thì y chang, không phải lo. Công suất con này nếu mà theo nhà hãng là nói đến 800W, nhưng mà theo mình thì những cái con như thế này nó chỉ tầm khoảng 150-200W là hết cỡ nha mọi người. Ok, dòng này á, về chất âm của nó thì mình đã có, như mình đã nói, mình đã có review rồi thì mình sẽ không có nói sâu về nữa. Nhưng mà được cái là giá nó khá là tốt. Nếu mọi người mua trên thị trường hiện nay á, thì nó sẽ rơi độ khoảng tầm hơn 6 triệu, gần 7 triệu á. À, cỡ ra đó là mua được ha. Trên các shop trên thị trường, rồi Shopee cũng bán khá là nhiều dòng này. À, mọi người có thể tìm đến shop nào uy tín để mọi người mua ha. Sản phẩm thứ ba thì nó sẽ đến từ một nhà cũng sản xuất loa cũng khá nổi tiếng tại Việt Nam, đó là nhà Paramax. Dòng sản phẩm của họ, họ có một dòng duy nhất là đó là Passion 2 và 2C. Nó chỉ khác nhau cái thiết kế phía ngoài thôi. Thì hiện tại mình cũng đang có một dòng Passion 2C ở đây, mình sẽ cho mọi người coi. Đây. Dòng này hiện tại mình đang có ở đây là dòng Passion 2C nha mọi người. 2 và 2C là y chang nhau nha. Như mình đã nói, Passion 2 thì nó là cái kiểu mà cái bề ngoài nó bằng màu da, còn Passion 2C này thì nó là sơn thôi. Ok, về chất âm thì con này theo đánh giá của mình á, những dòng như Passion 2 và 2C này dành cho những khách hàng nào hát tốt chút xíu thì hát con Passion này rất là ok. Còn như những hai dòng trước, Arknot là dành cho những khách hàng nào hát hơi kém xíu thì tiếng echo của Arknot lại là trợ giọng cho mình rất là nhiều. Còn dòng này thì nó được cái là echo nó hơi khô một tí, nhưng tiếng mic mộc nó đã ra tốt, dành cho khách hàng nào biết hát. Ok ha. Rồi, tại sao trong danh sách này lại có con Passion này? Bởi vì thứ nhất là như mình đã nói, tiếng mic mộc của nó khá là tốt trên thị trường, nó hơn cái con Arknot nha. Thứ hai nữa là về thiết kế,
con Passion này nó độ hoàn thiện của nó rất là tốt nha mọi người. Nếu mà mọi người có coi những video review của bên Hình Vũ á, thì những con Passion như này mình khen nhất của nó không phải là về chất âm, cũng không phải là về cái thiết kế, vì thật ra những con này nó cũng giống nhau, giống Marshall thôi, nhưng mà về độ hoàn thiện thì Passion hoàn thiện rất tốt, kể cả về nước sơn, kể và cái phần da mịn nó, và đặc biệt là cái này nè, mọi người có thấy cái lớp đồng này không, thì nó không bị cấn tay. Nhiều, rất là nhiều hãng làm, những Trung Quốc làm theo những cái loa mà OEM mà kiểu Việt Nam tự đóng á, làm cái hình thức kiểu này khá là nhiều và bán đầy trên mạng mọi người. Nhưng mà họ làm cái lớp này nó khá là xấu, nó không có mượt tay được như thế này. Đó. Là cái màu này nó cũng không được bảy màu như thế này. Chưa kể là cái nước sơn như thế này. Nước sơn này nếu theo mình biết là nước sơn này là nước sơn độc quyền của bên Panamax này. Nước sơn này là giống y như nước sơn của một số hãng loa hi-fi ở nước ngoài nha mọi người. Nước sơn rất xịn nha mọi người, chống chảy xước tốt. Mà cái lớp vỏ da của họ làm tốt. Và đặc biệt nữa, cái Panamax Passion á là rất là chịu khó đầu tư về màu, quá trời màu luôn cho mọi người lựa chọn luôn nha. Passion này siêu nhiều màu luôn, mình không nhớ, mình cũng không có đủ được cái lượng mã màu của nó luôn. Từ màu vàng, màu trắng, màu đen, rồi màu xanh, rồi tùm lum hết trơn á. Tùy thích theo cái phong nhà của mọi người có thể chọn loa. Thực tế những cái dòng này nó không hẳn chỉ là một cái loa để karaoke, mà nó còn như kiểu là một dạng một cái đồ vật trang trí trong nhà nữa. Nên nếu mà nó màu sắc, nó nhiều màu sắc, nó chọn theo tông nhà nó sẽ tốt hơn, nó sẽ nhiều sự lựa chọn cho mọi người hơn. Về giá sản phẩm thì con này nếu mà trên thị trường nó cũng chỉ rơi khoảng 6 triệu mấy đến gần 7 triệu thôi. Giá nó xem với con CS 3600 đó. Nhưng con này về kích thước như mọi người thấy nó sẽ nhỏ gọn hơn, công suất yếu hơn một chút xíu. Hát ngoài trời không được nha, con này hát trong nhà thôi nha. Đó, thì mọi người có thể kiếm các shop uy tín mà mọi người mua sản phẩm chính hãng và cùng còn nguyên thùng và nguyên năng nguyên kiện ha. Cuối cùng sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Sumiko, một thương hiệu đến từ Singapore. Thật ra thì mình không biết nhiều về cái thương hiệu Sumiko ở đâu, nhưng mà mình Sumiko này nó cũng tồn tại ở trên thị trường Việt Nam khá lâu rồi, được phân phối bởi bên công ty NG 3 sao nha. Sumiko họ cũng có các sản phẩm như lao kẹo kéo rất là nhiều mã, tuy nhiên trong các mã của nó thì bên mình chỉ có tập trung và mình thấy được trong danh sách này có một cái mã duy nhất của nó mà mình thấy ok, đó là dòng Bella 42, dòng sản phẩm nhỏ gọn nhất của nó. Dòng Bella 42 này mình chọn nó bởi vì thứ nhất giá thành nó thấp nhất trong các sản phẩm loa nãy giờ mình nói á, nó chỉ tầm khoảng 4 triệu mấy đến gần 5 triệu thôi, rất là rẻ cho mọi người, rất là dễ tiếp cận cho những khách hàng nào mà muốn thử một cái cặp loa, một cái sản phẩm để hát karaoke chơi trong nhà thôi. Ngoài ra nó cũng như tương tự như Panamax, nó cũng có rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn, từ đỏ rồi vàng rồi xanh rồi tím tùm lum hết trơn á. Cái da, độ hoàn thiện da cũng khá tốt nha mọi người. Đặc biệt lần này chất âm của Bella 42 đã được cải thiện so với những cái phiên bản lần trước bên mình thử nghiệm. Lần trước bên hãng có mang qua bên mình rồi, tuy nhiên là cái chất âm nó chưa có đạt lắm so với cá nhân mình, nên là bên mình cũng chưa có đẩy mạnh bán nó lắm. Tuy nhiên là sau một cái đợt mà chỉnh sửa lại lớn như đợt vừa rồi á, thì có vẻ như chất âm của Bella 42 nó dày tiếng hơn, dễ hát hơn, phần effect cũng được căn chỉnh lại làm cho mình cảm thấy dòng này nó khá là tốt nếu dành cho những khách hàng nào muốn trải nghiệm một cái dòng sản phẩm loa di động mà để ở nhà có thể hát chơi nhẹ nhàng. Đương nhiên dòng loa này sẽ nó không thể âm lượng nó quá lớn được, hát vừa trong những căn hộ rồi những cái phòng ngủ này kia của mọi người thôi là ok rồi. Vừa rồi là top 4 các dòng sản phẩm loa di động mình cảm thấy tốt nhất trong nửa đầu năm 2024. Các dòng loa này thì bên mình đều có trưng bày mẫu tại cửa hàng Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Thì mọi người có thể ghé showroom và mọi người có thể trải nghiệm các dòng sản phẩm này. Và tùy theo nhu cầu của mọi người có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Mình là Khánh, xin hẹn gặp lại mọi người ở tiếp theo. Bye bye!